Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,05%, đóng góp 1,53 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 đã có xuất siêu 500 triệu đô la Mỹ, góp phần giảm nhập siêu 9 tháng còn 2,13 tỷ đô la Mỹ, là cơ sở để có thể cân bằng cán cân thương mại cả năm nay và có thể xuất siêu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có khu vực động lực tăng trưởng kinh tế phía Nam chiếm tới hơn 45% tỷ trọng hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu của cả nước vẫn tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước, với con số ước đạt 240,5 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 242,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp chế biến tiếp tục là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đóng góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước khi chiếm tỷ trọng 86,27% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trong 9 tháng đã có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 92,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ. Tập trung lại thì có 3 việc rất lớn mà chúng ta đã làm được. Việc thứ nhất là nỗ lực cao độ để duy trì sản xuất và xuất khẩu. Điển hình thành công là chúng ta đã duy trì được cái nhịp độ sản xuất và xuất khẩu tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung. Trong đó có những trung tâm xuất khẩu rất lớn như là Bắc Ninh, Bắc Giang rồi Thái Nguyên. Cái việc lớn thứ hai mà chúng ta đã làm được là dồn toàn lực để làm sao bảo đảm được lưu thông hàng hóa trong bối cảnh giãn cách xã hội. Bao gồm cả hàng hóa là đầu vào cho sản xuất, hàng xuất khẩu, cũng như là hàng xuất khẩu trên đường ra các cảng biển để xuất khẩu. Cái điểm cuối cùng mà cũng hết sức quan trọng là rút kinh nghiệm của những quốc gia như là Ấn Độ, Thái Lan. Ở những nước này thì khi mà dịch bệnh lan đến các cảng biển thì nó làm cho xuất khẩu bị tê liệt. Ta đã lưu ý đến cái việc này từ rất là sớm để giữ an toàn cho tất cả các cửa ngõ xuất khẩu. Chính nhờ sự quan tâm này cho nên là ngay trong những thời điểm mà khó khăn nhất thì các cảng biển ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản là vẫn hoạt động an toàn. Thế còn các cửa ngõ xuất khẩu ở biên giới phía Bắc ấy, thì tuy là cái tốc độ thông quan nó có chậm hơn thông thường nhưng về cơ bản vẫn xuất khẩu được và giúp tiêu thụ một khối lượng rất lớn nông sản hàng hóa cho người nông dân. Tính chung 9 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước nhập siêu 2,13 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 đã có xuất siêu khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Sau hơn 5 tháng liên tục nhập siêu đã cho thấy những tín hiệu tích cực. Nếu như nhập siêu tính chung 8 tháng năm nay là 3,71 tỷ đô la Mỹ thì sau 9 tháng nhập siêu ở mức 2,13 tỷ đô la Mỹ. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho rằng đây là cơ sở để tiếp tục giảm nhập siêu và có thể cân bằng cán cân thương mại cả năm nay. Thì nhìn chung cả 9 tháng thì chúng ta đã đang nhập siêu là 2,13 tỷ đô la Mỹ. Và cái 2,13 tỷ đô la Mỹ này thì nếu so sánh với kim ngạch nhập khẩu thì nó tương đương với 0,8%. Thì có thể nói đây là một cái khoảng cách nó cũng không phải là quá lớn. Và chúng ta còn 3 tháng trước mắt là 3 tháng của quý tư. Thì chính vì vậy thì nếu như không có các biến động nào lớn trong vấn đề về kiểm soát dịch bệnh, chúng ta cũng hy vọng là 3 tháng cuối năm này sẽ là cái thời điểm các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ở khu vực phía Nam lấy lại được cái sự phục hồi và cái đà tăng trưởng. Thì lúc đó chúng ta cũng hoàn toàn có thể tin tưởng là kết thúc năm 2021 thì cán cân thương mại chúng ta sẽ duy trì ở mức cân bằng. Và nếu như một tình hình lạc quan hơn thì chúng ta vẫn có thể là xuất siêu được ở một cái tỷ lệ nhất định. Về giải pháp nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu những tháng cuối năm cũng như cả năm 2021, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết đã và đang tập trung các giải pháp củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA đã có hiệu lực, hướng dẫn doanh nghiệp chú trọng vào các thị trường nhỏ và thị trường ngách, đồng thời tiếp tục đổi mới, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại kết nối cung cầu trong và ngoài nước trên môi trường trực tuyến và dựa trên những nền tảng mới, tập trung vào những hàng hóa nông sản đang vào mùa vụ.